Shop hàng Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em có một chiếc máy hút ẩm kiêm lọc không khí hàng mới tinh của Sharp các bác nhé. Một chiếc máy em chính em mua cho cái ngôi nhà của mình. Đấy. Nhưng mà bên này cũng ít dùng nên đang bán cho các bác nào có nhu cầu. Đây. Một chiếc mà hút ẩm Sharp mới tinh các bác nhé, còn bảo hành đến tháng 5, bảo hành đến tháng 5 năm 2021. Đây là phiếu bảo hành chính hãng. Đây là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc về các bác nhé, hàng mới tinh 100% luôn, nhập khẩu nguyên chiếc bởi công ty điện tử Sharp Việt Nam. Một chiếc máy mới tinh luôn. Chiếc này khi em mua là có giá là 10 triệu 500. Gần như chưa sử dụng các bác nhé. Dùng được 1 2 lần. Đây em đang để bên cái căn nhà chung cư. Nhưng mà cái nhà này thì em cũng ít ở bên này. Tôi đang bán cho các bác nào có nhu cầu mua nồm thì sắp tới rồi. Máy thì là mới tinh nhé. Hút ẩm kiêm lọc không khí. Mới tinh luôn các bác nhé, em mới chạy được có một vài lần thôi. Đây là màng lọc nó. Đấy. Mới tinh các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Một chiếc hút ẩm kiêm lọc không khí của hãng Sharp rất là VIP. Con này mua mới là 10 triệu 500 đấy ạ. Mới tinh luôn. Này thì em nghĩ là phải để bên trong, lắp có lẽ là sai. Nàng than phải để bên trong chứ. À, mà để bên ngoài. Các bác nào có nhu cầu mua chiếc này các bác liên hệ nhé. Con này em mua mới gần như là chưa dùng, mới bật có một vài lần thôi vì cũng rất ít khi sang cái nhà bên này. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc về mới tinh nhé. Đây thông số đây con này, điện 220V nhé. Model đây. E16FAW. Thông số đầy đủ đây. Hút 16 lít một ngày. Đây phiếu bảo hành của máy đây, mã máy đây là DE16FA, DE16FA. Máy tinh hướng dẫn sử dụng. Hút ẩm kiêm lọc không khí, máy tinh luôn. Bác nào lấy chiếc này em để lại là 7 triệu nhé. Đấy, giá 7 triệu hàng mới tinh. Mới dùng có 1-2 lần thôi. Báo phần trăm độ ẩm này. Cũng để ý ông này. Và trẻ em các chế độ hút ẩm lọc không khí. Đây là bình nước này. Đây, các bác nhìn cái bình nước là các bác biết là mới chạy có 1-2 lần thì còn mới tinh. Đây. Chưa có dấu hiệu của đấy nhá. Máy vẫn còn bảo hành đến tháng hết tháng 5 năm 2021. Bên này em mua chỉ để đấy thôi chứ còn không dùng đến. Bán đi không để nó hơi phí. Các bạn nào lấy các bác liên hệ nhé, giá 7 triệu. Chào các bác.